Đây là cái nhà đang bán nè. Có cây bưởi nữa. Em xin chào quý vị khán giả, các cô chú bác cũng như các bạn thân mến. Hiện tại cái khu này đó các bạn là ở khu Riverside. Thì hôm nay em đi lên đây có công việc. Thì sẵn đó em quay luôn cái khu này cho các bạn xem. Cái khu nhà này là cái khu nhà cũng cổ nha các bạn. Đó các bạn coi cái căn nhà này nè. Cái nhà này đang bán cho đây thì không có để là bao nhiêu phòng, nhưng mà có cái số phone thì mua thì cứ 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 gọi thôi. Cái khu này rất là yên tĩnh nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó. Khu này yên tĩnh lắm. Chợ hôm nay cũng đẹp. Bây giờ em sẽ dẫn các bạn đi vòng vòng cái khu Riverside này cho biết nhé. Bây giờ mình đi. À, đây là cái vùng Riverside nha các bạn. Chỗ này nó cho mình đậu được 2 tiếng đồng hồ. À, các bạn thấy trên đường trên đây rất là rộng rãi sạch không? Đó, xe chạy rồi nè. Đó. Hôm nay là ngày thứ bảy. Ở bên đây là cái chỗ mà CVS Pharmacy. Wow, bên đây là cái motel và giống cái giống thiệt cũ á, cái motel đó các bạn. Hôm nay đường xá cũng vắng. Ở gần đây hồi nãy em thấy có một cái hình như là chạy chờ hay là gì đó. Bây giờ em sẽ dẫn các bạn đi vào đó xem tham quan nhé. Rồi, các bạn coi à. Ở đây rất là rộng rãi phải không? Thoải mái. Hôm nay thời tiết rất là thoải mái nha các bạn. À, coi nó chưa? Dạ, ở đây là em đậu ngay kế bên khách sạn Marriott đàng hoàng luôn. Khách sạn này chắc cực loại mà cũng mắc tiền. À, con đường này đó là hiện tại là trên đường Market. Cái bên kia là có những cái núi này các bạn. Đó, cái đồi núi đẹp đó. À, các bạn thấy không? Đẹp ha. Bây giờ mình sẽ đi vào. Wow, ở đây có hai flex nữa nè. Cái khu này chắc là khu downtown chính gốc rồi. Các bạn coi ở đây là đường số số 5. Bây giờ mình đi đây là các bạn thấy không? Những cái lều ở đây nè các bạn. Đó, những cái lều đó đó là có thể là chỗ mà chờ chờ hay sao đó. Bây giờ mình tới đó mình tham quan thử nhé. Em nhìn thấy được bên kia có một cái tòa nhà đẹp quá. À, các bạn thấy không? Tòa nhà cổ xưa, không biết cái bên đó là cái gì. Thì bây giờ mình đi vào trong chờ chờ này trước, rồi sau đó mình sẽ qua bên đó mình tham quan bên đó coi nó là cảnh như thế nào nhé. Bây giờ mình đi. Wow, cái khu này có cái convention center rất là đẹp sang trọng quá. À, các bạn thấy không? Wow. Đẹp quá trời đẹp luôn ha. Ở đây cái khu này đó, họ ở đây hình như người người Mỹ và người da trắng rất là nhiều. Đó, các bạn xem à, thấy không? Đó rất là nhiều thấy không? Ở đây họ bán đồ ăn, đa số đồ ăn nhiều lắm các bạn. Bây giờ đi tham quan nhé. Ở đây có cái tòa nhà đẹp quá các bạn. Ở đây họ bán đủ thứ hết, thấy không? Ở bên đây cũng có cái chỗ mà ngồi uống nước này nè. Đẹp quá. À, các bạn thấy không? À, các bạn thấy ở đây là bán rau cải đồ nhiều lắm. Bán trái cây, bán nho nữa nè. Đó, các bạn thấy không? Quá trời, quá đất. Dưa hấu rồi cũng có nữa kìa. Và mấy đồ khô cũng có nữa các bạn.
Hôm nay mình đi đúng ngày, cái này giống như cái farmer market vậy đó, bán đầy đủ hết. Wow, cái tòa nhà trước đẹp quá. Đó, các bạn thấy nha. Bây giờ mình tới cái tòa nhà này mình coi nhé. Coi nè. Đó. Cái tòa nhà cổ này đẹp quá các bạn. Không biết là cái gì nữa. Quá xa đẹp. Chỗ khu này đó là lần đầu tiên em tới đây. À. Hôm nay thuộc lại vắng chứ không có đông lắm nha. À, cái này là một cái nhà hàng cổ này các bạn. Đó. Italian của Ý. Italian Bistro. Wow. Chắc cái này đã đóng cửa rồi hay sao đó. Không thấy có mở nữa. Chỗ này sang quá. À, các bạn thấy sang không? Quá trời sang luôn thấy không? Ở đối diện với cái nhà hàng đó thì có một căn nhà cổ. Ở đây hình như khu này chắc cổ lắm đó các bạn. Đó. Quá xa cổ luôn. Đẹp quá. Các bạn coi nè ha. Cái nhà quá cổ luôn ha. Đó. Em không biết cái này là nhà nó còn hoạt động hay không. Mà nhìn cái cách trang trí này đó chắc cả trăm năm rồi đó các bạn. Quá xa đã, cái khu này đã quá. Bây giờ mình đi bộ thêm tí xíu nữa, coi còn cảnh gì đẹp ở ngoài đây, ngoài đường này đó. Em thấy có cái cảnh ngoài đường sáng ngoài đây chắc cũng cũng đẹp á. Wow. Các bạn xem kìa. Quá cổ luôn thấy không? Cổ quá trời cổ luôn. À, ở đây là cái hotel đi về hướng này. Đó, về hướng này là cái hướng hotel. Cái cách xây ở đây á rất là lớn và cổ xưa lắm. Ở đây đẹp chứ, các bạn xem kìa ha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Các bạn coi ở đằng trước kìa, cũng có một cái khu nhà cổ đó. Em nghĩ đây là cái khu nhà cổ. Wow, ở đây nó có xây cái gì nữa đây. Còn bên đây là nguyên một khu này, chắc là khu apartment hồi xưa rồi. Nhưng mà hình như là không biết có ai ở trong cái khu này không không, em không biết nữa. Chắc có đó các bạn. Khu này quá cổ luôn thấy không. Hình như ở đây là mình gần cái nhà thờ hay sao đó. Em nghe được cái tiếng chuông của nhà thờ rồi. Wow, các bạn coi những cái nhà cổ bên đây nè. Đó. Thấy không? Quá cổ luôn. Ở đây có một cái ngôi chùa. Không phải ngôi chùa, mà xây cái kiểu như của người Tàu đó. Ồ, có thôi, nhà thờ kìa các bạn. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Đó, nhà thờ bên đó đó. Thấy được cái cây thánh giá rồi. Không biết đi hồi nữa có nhớ đường về hay không. Wow, nguyên cái khu nhà cổ này tự nhiên đâu có cái kiến trúc của bên Tàu vô. Các bạn xem đây. Đó, bên kia đường là có kiến trúc của Tây. Còn bên đây thì nghe có cái kiến trúc của người Tàu. Khu này khu cổ gốc rồi đó các bạn. Điện hồi nữa không biết có biết cái chỗ mà chỗ xe về không nữa. Các bạn coi nè. Đó. Wow, đẹp quá. Cái này của người, đúng rồi, của người Tàu xây. Tới đây mình tìm hiểu thử nha. Wow, đẹp quá. Ở bên kia là có cái museum nữa kìa các bạn. Đây nè, bên đây có cái museum. Đó.
Đẹp quá ha. À, tự nhiên đây có quyền cái xây cái này nè, nó không có cho vào, nó đóng rồi. À, cái này khi nào mà mở cái special event thôi, tức là có gì đặc biệt họ mới cho mình vào đây. Nhưng mà cái này của người Tàu xây nè, nó đã chữ Chinese Pavilion nữa các bạn, đẹp quá ha. Bên đó là cái museum, không biết museum nha, cái đó museum đó là kho tàng đó các bạn, giống như bảo tàng vậy đó. Khu này đẹp quá. Đó. Ở bên đó là cái nhà thờ, mà các bạn thấy không? Nhà thờ này quá xá đẹp. Nhà thờ này là thuộc loại nhà thờ cổ. Đó. Hay gì hồi nãy mình nghe cái chuông kêu phải rồi. À, tới bây giờ ở đây vẫn còn để bảng Black Lives Matter nữa nè các bạn. Là cái vụ biểu tình mà lúc trước đó của anh da đen đó. Hồi nãy giờ các bạn đi tham quan với em quá trời chỗ rồi phải không? Em tình cờ đi ngang qua khu này, em định là đi cái chợ chợ mãi thôi, không phải chợ chợ mãi mà là Farmer Market đó các bạn. Thì thấy đi lên mấy chỗ này thấy nó có nhiều cảnh đẹp, cái đi bộ vòng vòng, giờ em phải đi tìm đường về. Đó, các bạn thấy không? À, ở sau lưng em á là có một số người vô gia cư, họ nói chung ở bất cứ chỗ nào gì cũng có chỗ người mà vô gia cư cả. Đó, các bạn thấy không? Họ ngủ bờ ngủ bụi đó các bạn, đó sau lưng em đó, thì cũng tội nghiệp lắm. Thôi bây giờ em phải kìm đường đi bộ về cái chỗ xe em đậu xe đi, hồi nó em lạc. À, cảnh sát hú đó các bạn. Khi mà cảnh sát hú á thì mình phải nhường cho cảnh sát, cho những cái xe cứu hỏa chạy qua đó, họ chạy ngang qua đây. À, họ hú như vậy á là mình phải nhường xe rồi phải tấp vô lề hết nha các bạn. Em đi hồi nãy giờ mỏi giò lắm các bạn, mới giờ tới được xe thôi, ra đi vòng vòng tìm xe hơi cũng cũng đủ mệt nữa, cho nên khi mà này cái loa em xài cái loa cái microphone mới này các bạn, thì khi mà cung cung phụng các không phải cung phụng mà là phục vụ cho các bạn trong những cái video những cái video clip mà những cái cảnh rồi đó, nó cực hơn là mình ngồi đó mình quay, ngồi đó mình quay tại chỗ mình quay mình phân tích đó, thì nó chỉ cực về cái não và những cái tình hiểu cái sự thật. Còn mình đi quay ngoại cảnh á thì mình tốn công sức về mình lái xe chẳng hạn. Cái nào nói chung khi mà làm những cái nghề mà YouTube này đó các bạn, ai mà làm trong YouTube này thì cũng cái gì nó cũng có cái phần phần cực của nó cả đó, các bạn thấy rồi đó. À, cho em uống miếng nước nha. Bây giờ là hình như là 10 12 giờ trưa rồi đó, đúng có phải không? Đúng rồi, 12 giờ trưa rồi. Thì cái vùng này của em đó là thuộc loại Riverside County. Thì sẵn đó em cập nhật luôn cái mà cái tình hình về cái con COVID cho các bạn biết nha. Wow, hiện tại bây giờ đó nước Mỹ đó các bạn có khoảng 8.794.000 người đã bị nhiễm, và hiện tại là có khoảng đâu 2.850.000 người đang hoạt động cái ca nhiễm này, và cái số lượng mà người chết đó đã tăng quá cho nhiều rồi. Số lượng người chết đó đã trên 229.000 người rồi các bạn, nhiều quá, đó là cả nước Mỹ thôi nha. Còn riêng cái chỗ mà Cali của em đó thì bây giờ là cái danh sách mà đứng đầu đó thì là Texas đã vượt qua khỏi Cali rồi các bạn. Bây giờ Texas đó là khoảng đâu 903.000 người đã bị nhiễm, và Cali của em á thì khoảng 900.000 người đã bị nhiễm. Và hiện tại cái chỗ em đang đang đứng đây đó là có khoảng đâu 65.757 người đã bị nhiễm cái khu này nha các bạn. Và vùng Los Angeles là đứng vẫn còn đứng đầu là 296.000 người đang bị nhiễm ở trong vùng Los Angeles, và quận Cam á thì là có khoảng 58.000 người thôi. Thì bây giờ Riverside cái chỗ này là đứng thứ nhì của Cali nè các bạn, cái khu này nè các bạn. Nhưng mà ra đường á thấy mọi người cũng thanh thản bình thường. Cũng có một số coi như là 90% đeo khẩu trang cái khu này. Thì cái đó là cái chuyện tốt thôi. Thì
bất cứ làm cái gì cũng vậy, cũng nó có một cái sự việc rất là cực. Thì em mong các bạn ủng hộ những cái video nha. Em xin chấm dứt cái video tại đây. Và các bạn yêu thương em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký. Nhớ bấm like, bấm share và bình luận luôn nha các bạn. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm và đã bỏ thời gian ra coi cái video này. Em xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp nha. Bye bye.